Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đỗ ha. Thì đây là một cái clip giới thiệu về những cái thức ăn mà giúp cho cá cảnh các bạn. Đó, đây là thức ăn này là cám thái các bạn ha. Thì hũ này là được 50g trên 30k nha các bạn. Thì hũ này là 50g và dành cho tất cả các loại cá cảnh nhỏ nhỏ như là beta, guppy nè các bạn. Đó, cái loại cám này thì rất là thơm và độ đạm rất là cao ha. Thì mình bán cám thái này là một hũ 50g 30k nha các bạn. Mình sẽ đi kèm với đơn cá ha. Và tiếp theo đây là tôm mía, thì loại này là 70% nha các bạn. Thì mình đang bán một hũ là 150k trên 50g nha. Hũ nhỏ một chiếc, hũ nhỏ mình bán cho các bạn ha. Mà có đi kèm bò ốc luôn các bạn. Bò ốc này thì 30k một bộ nha các bạn. Rồi rất là nhiều dụng cụ đây luôn ha. Và sẽ có một cái vợt xanh nữa ha các bạn. Đó, dành cho tất cả các bạn nào mà muốn áp đặt tôm mía cho cá bột beta ha. Rồi, xin mời tất cả các bạn đi theo chân mình để mình giới thiệu với các bạn cái đợt cá ngày hôm nay. Let's go. Và đây là cái đợt cá ngày hôm nay nha các bạn. Cái đợt cá hôm nay mình cập nhật một số dòng cá như là full gold ha. Đó, hôm nay mình săn được ít hàng full gold, hàng đẹp và size nó là size chung các bạn. Size chung là sao các bạn? Là size mà có thể sinh sản được rồi. Đó, bạn nào mà thích thì bắt được cá đợt này ha. Đây là clip cá trống. Cá trống thì 40k với lại kèm máy các bạn là 40k một cặp các bạn. Trống máy là một cặp, trống máy mình sẽ là giá là 40k. Cái size hôm nay lên size nó cũng khá là ổn các bạn. Size nó tầm trung vừa bự á. Có những con máy lên tay luôn thì mình sẽ quay cho các bạn xem trước nó ăn. Và mình sẽ quay trong cái thao tối hơn để các bạn thấy cái màu sắc nó tốt hơn các bạn. Đây là full gold ngày hôm nay. Các bạn có thể so với cái ngón tay mình ha. Đó thì các bạn nhìn nhận tốt con cá các bạn. Dãy là full leo hết người nha các bạn. Giá là 40k một cặp, size chung cho đợt này nha. Đó, đợt nào mỗi đợt cá thì sẽ có một cái chú cá khác nhau và đẹp hơn theo từng cái đợt cá nha các bạn. Nên các bạn thích đợt cá nào và cá như thế nào các bạn có thể dặn mình. Đó, 40k một cặp, đơn hàng từ 200k thì mình sẽ nhận ship tỉnh nha các bạn. Còn đơn hàng mà dưới 200 á thì các bạn có thể ghé nhà bắt giúp mình nha. Chứ mình không có ship đơn hàng dưới 200 nha các bạn. Thì mình sẽ có bán kèm thức ăn ở đầu video nữa các bạn ha. Nếu bạn nào cần ạc tôm mía hoặc là cám thái thì có thể liên hệ cho mình. Cám thái thì loại thức ăn đó thì nó sẽ giúp cho con cá nó ăn rất là háo các bạn và nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Còn các bạn nào muốn tốt hơn thì cho ăn những thức ăn tươi như là bo bo với trùng chỉ ha. Đó, tiếp tục là Dumbo tai xanh. Đó, Dumbo tai xanh hàng Fullatom các bạn, nhưng mà hàng này là còn những hàng còn lại ha. Thì giá hôm nay sale cho các bạn xả, cho các bạn chơi với giá là 40k ha. Đó, cho các bạn nào săn được thì cứ săn. Đơn hàng từ 200k thì mình sẽ nhận ship ha. Chứ bạn chỉ cần bắt ở 5 cặp này thì mình sẽ ship rồi. Phí ship toàn quốc sẽ là 50k, đã bao gồm một cái thùng có thể nuôi cá và phí ship là 30k nha các bạn. Đó. Tổng là nếu mà các bạn bắt đơn hàng từ 200 thì tổng các bạn thanh toán là 250k là nhận cá tại nhà. Các bạn được kiểm tra cá trước khi thanh toán tiền ha các bạn ha. Đó, Dumbo, nó sai thì cũng tơ tơ thôi. Các bạn về các bạn chơi theo nuôi hồ thủy sinh đó các bạn. Hoặc là nuôi ngoài trời các bạn, rất là đẹp cái dòng này. Thì nuôi càng lâu thì cái bộ tai của những cá Dumbo này mình bảo đảm với các bạn nó sẽ bự hơn nữa nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Dumbo thì cái bộ này bên mình bán các bạn với giá là 40k ha. Đợt này lên là xả cho các bạn chơi. Bạn nào thích liên hệ cho mình vô số điện thoại góc phải màn hình nha các bạn. Rất là tốt, rất là đẹp không các bạn. Nó rất là đẹp. Thì bạn nào cần thì liên hệ cho mình, còn không thích thì có thể xem vui giải trí trong thời gian rảnh rỗi của mình ha. Đó, tiếp tục là một cái hồ bluegrass các bạn. Thì hồ này còn hai cái trống, còn rất là nhiều máy luôn các bạn. Các bạn nào thích có thể bắt hết hồ ha. Mình xả hết hồ các bạn ha. Còn lẻ là 100k một cặp nha các bạn. Đó, bạn nào bắt hết hồ thì giá sẽ là 250k, hai trống một bầy cá máy nha các bạn. Đó, bạn nào mà thích có thể bắt cái đợt cá đợt này ha. Mình xả hết hồ, hôm nay bơi rất là đẹp các bạn. Lugat là cái chấm bi trên phần đuôi nhuyễn luôn các bạn. Rất là đẹp ha. Cá mái thì mình quay cho các bạn trong hồ kiến, cái hồ nuôi luôn á. Thì các bạn thấy xem xét tốt nhất và rất là đẹp. Tiếp tục là dòng HB Retro. Retro là hoa hồng nha các bạn. Cái đuôi nó xếp ly nhúng như một cái đóa hoa vậy đó. Thì cái giá nó sẽ là 200k một đôi. Đó, mình cái bộ này mình bán các bạn rất là nhiều rồi. Anh em rất ưa chuộng luôn. Cá lên không đủ thì hôm nay mình lên tiếp cho các bạn nào mà thích thể bắt được cá đợt này. Đó, đợt cá đợt này là lên cái bộ vây nè, cái bộ đuôi nè, rất là đẹp. Thì bộ HB Retro thì quan trọng với con trống á, nó phải đẹp nha các bạn. Thì thiên bộ này thiên đẹp về cá trống nha. Đó, cá trống thì cái vui nhúng rất là đẹp các bạn. Đợt này lên thì các bạn cứ săn đường thì các bạn có thể liên hệ cho mình vô số điện thoại góc phải màn hình để mình hỗ trợ tư vấn cho các bạn tốt nhất ha. Đó, giá là 200k một đôi. Mình sẽ bao cho các bạn về bộ ren ha, bộ ren tốt. Chống máy thì trung bộ cho chúng ta về, chúng ta có thể để một cái đời con chất lượng và đẹp để chơi ha. Đó, các bạn thấy nó ăn rất là háo ha.
Đó, mình hai hồ một bộ mà các bạn nhìn nó khá khá là na ná nhau luôn. Tại vì là một bộ các bạn, nó đẻ ra tỷ lệ nó tốt thì mình sẽ bán cho các bạn với giá chất lượng và hợp lý ha. Bộ này đã được xuất khẩu đi rất nhiều các bạn. Thì hôm nay mình nhập về một ít, mình làm ra, mình bán cho các bạn với giá hợp lý ha. Chứ xuất đi nước ngoài thì giá sẽ cao hơn các bạn, có thể là 4 đến 50 đô một cặp cũng có. Đó, thì tùy các bạn ha. Thì dao động tầm 1 triệu một cặp đó các bạn. Thì mình làm ra, mình bán trong nước thì mình bán sẽ rẻ hơn cho các bạn, dễ dàng tiếp cận ha. Đây là cái máy các bạn. Đó, máy thì nó như thế thôi. Mình sẽ quay cho các bạn biết cái máy như thế nào. Thì một cặp chống máy là 200k, một chống một máy các bạn ha. Để các bạn có thể liên hệ cho mình vô số điện thoại góc phải màn hình. Thì do cái máy thì nó cũng không có đầy đặc sắc hơn cái chống, nên nó cái đuôi nó cũng tương đối là đỏ rồi. Các bạn về các bạn ép sinh sản rất là tốt. À, thì đợt này mình lên là rồng đỏ BDS size 2 tháng. Đó, các bạn nhìn cái bộ vây nè. Mình bảo đảm với các bạn về cái bộ ren của dòng này ha. Vây thì BDS là do là nó còn tơ ha. Cái vây nó đã có vây rồi. Thì các bạn về các bạn nuôi thì nó sẽ bung ra nữa, thì cái vây nó sẽ lên nữa nha các bạn. Hồi này mình đã mới phơm được tầm 3-4 ngày thôi mà cái vây đã dựng rồi các bạn. Phơm cái bể màu là sao các bạn? Cá không phải là cá beta là mới phơm nha các bạn. Thì các bể màu vẫn phơm ha. Phơm bằng cách là các bạn sủi oxy mạnh và các bạn cho nước cao và cho nó bơi lên bơi xuống nhiều các bạn, nó sẽ bung được cái bộ vây và đuôi ra, thì nó sẽ tăng độ kích thích cho chúng ta chơi cá hơn. Đó, bên mình thì mình làm hồ kiến không à. Đó, mình tới cả trăm cái hồ kiến là lúc trước thì mình nhiều hơn nữa các bạn, do mình làm không nổi á thì mình đã bán bớt rồi. Mình còn ít hồ kiến để mình phơm cá, thì mình để cho những chú cá thật sự là chất lượng và đẹp mình bán cho các bạn ha. Giá một cặp rồng đỏ size 2 tháng này là chỉ 150k nha các bạn. Cái bộ này cực kỳ đẹp luôn ha. Các bạn nhìn nhận tốt thì các bạn mua ha. Rồng đỏ thì mỗi bộ cá sẽ mang một màu sắc riêng. Tiếp tục là dòng rồng đỏ sọt các bạn. Rồng đỏ sọt ha, BDS luôn nha các bạn. Máy thì có vây BDS luôn nha. Và sọt là sao các bạn? Sọt là dáng nó ngắn như bình thường, giống như là mình ta mặc quần sọt dài, quần ngắn như các bạn ha. Đó là quần sọt thì là ngắn, quần ngắn. Còn cái cá mấy màu rồng đỏ sọt này thì cái thân con cá máy nó sẽ ngắn và cái trống sẽ ngắn hơn cái bình thường ha các bạn ha. Còn super sọt là con cá nó ngắn ngủn luôn. Còn này là hàng sọt nha các bạn. Sọt là giá là 350k một đôi cho các bạn nhanh tay ha. Các bạn nhìn cái thân con cá nó sẽ ngắn các bạn, nhìn rất là đã luôn, rất ú luôn các bạn. Các bạn nuôi theo lâu dài nó sẽ ăn tròn nữa mà nó căng trứng bầu lên đó các bạn. Thì cái phơm các bạn nhìn cực kỳ đẹp cưng luôn. Dòng rồng đỏ sọt này thì mình không còn số lượng nhiều ha, mình còn ít thôi. Bạn nào may mắn mà săn được thì cứ săn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video ha. Nếu mà các bạn thấy hay thì lại mình một cái like và đăng ký kênh. Còn các bạn thấy thích mua cá thì liên hệ trực tiếp vô số điện thoại góc phải màn hình bằng cách là các bạn nhắn tin vô Zalo hoặc là các bạn điện cho mình để mình hỗ trợ tư vấn chốt đơn cho các bạn ha. Đây là top view nha các bạn. Top view nha. Đó, top view các bạn nhìn thấy nó ngắn hơn bình thường rất là nhiều rồi. Size này tầm 2 tháng rưỡi ha. Đó, cái bộ phơm của màu rất là đẹp, ăn à tơ với lại đồ tươi không à. Rất là chất lượng luôn các bạn. Rồi xin chúc tất cả các bạn luôn luôn thành công trong công việc và luôn có sức khỏe ha. Luôn có những thời gian chơi cá và giải trí ha. Bye bye, xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất của mình nha.